Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn cách tạo video từ ảnh và nhạc vừa đẹp vừa đơn giản mà bạn không cần phải cài thêm bất kỳ phần mềm nào. Chỉ cần sử dụng phần mềm Video Editor được tích hợp sẵn trên Win 11 cũng như trên Win 10, bạn sẽ tạo ra những video có hiệu ứng đẹp như nhiều video mà bạn thấy trên mạng. Đây là một phần mềm chỉnh sửa video, tạo video từ ảnh và nhạc hoàn toàn miễn phí của Microsoft. Và ngay bây giờ, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn chi tiết về các bước để tạo video từ ảnh và nhạc. Bước thứ nhất, tạo project mới trên phần mềm Video Editor. Đầu tiên, bạn hãy click vào nút Search trên thanh taskbar. Sau đó, bạn tìm ứng dụng có tên là Video Editor và bạn nhấp vào kết quả tìm được để mở ứng dụng này. Ứng dụng Video Editor là ứng dụng được tích hợp sẵn trên Win 11 cũng như trên Win 10. Và đây chính là giao diện chính của cái phần mềm Video Editor. Tiếp theo, bạn click vào nút New Video Project để tạo mới một project. Và tại đây, bạn đặt tên cho project. Ví dụ mình có thể đặt tên là Đỗ Bảo Nam Blog. Sau đó, bạn click vào OK. Bước thứ hai, bạn chèn ảnh hoặc video vào project. Đầu tiên, bạn hãy chèn ảnh vào cái box Project Library. Bạn chỉ cần click vào nút Add để thêm hình ảnh hoặc video. Sau đó, bạn chọn From ZPC và bạn tìm đến thư mục chứa hình ảnh của bạn. Bạn có thể chèn một hoặc nhiều ảnh vào đồng thời. Ví dụ ở đây mình nhấn Ctrl A để chọn tất cả các hình ảnh trong thư mục và mình click vào Open để chèn vào cái project này. Như vậy là các hình ảnh của mình đã được chèn vào cái box Project Library. Tiếp theo, mình sẽ đưa hình ảnh từ cái box này xuống Storyboard để tạo video. Có nhiều cách để bạn có thể đưa ảnh xuống Storyboard. Cách thứ nhất cũng là cách đơn giản nhất. Bạn chỉ cần kéo thả hình ảnh xuống cái box này. Như vậy là các hình ảnh của mình đã được đưa xuống cái Storyboard. Cách thứ hai, bạn click chuột phải vào ảnh. Sau đó chọn Palette in Storyboard. Như vậy là hình ảnh cũng có thể được đưa xuống cái storyboard này. Tiếp theo, mình sẽ sang bước thứ ba, tạo hiệu ứng cho ảnh. Trước hết, mình sẽ điều chỉnh cái thời gian chạy của ảnh. Ở đây bạn thấy tất cả các hình ảnh đều có thời gian là 3 giây. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho cái thời gian này là 10 giây chẳng hạn. Bạn chỉ cần click vào cái thời gian. Sau đó bạn nhập một thời gian cụ thể hoặc bạn chọn thời gian ở trên. Ví dụ đây mình vẫn để 10 giây, Enter. Và mình sẽ đặt là 10 giây cho tất cả các hình ảnh này. Ví dụ mình sẽ tạo video đến ảnh. Mình sẽ xóa một số cái ảnh ở cuối này đi bằng cách bạn có thể click chọn vào ô cái hình vuông này. Sau đó, bạn click vào cái biểu tượng thùng rác để xóa bỏ cái hình ảnh trong storyboard. Ở đây mình sẽ thiết lập ảnh này là 10 giây. OK. Và để tạo hiệu ứng cho ảnh thì đầu tiên bạn hãy click chọn vào cái hình ảnh cần tạo hiệu ứng. Sau đó, bạn click vào Motion. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy có một số hiệu ứng chuyển động. Ví dụ như hiệu ứng này. Bạn chỉ click vào hiệu ứng. Sau đó click vào cái nút Play để xem thử.
Bạn thấy hình ảnh có sự chuyển động nhưng mà hơi nhẹ. Bây giờ mình sẽ chọn một kiểu hiệu ứng khác, ví dụ hiệu ứng này. Và mình play để xem thử. Thì bạn thấy ảnh của mình đã có hiệu ứng động. Sau đó, bạn click vào Done. Trong trường hợp bạn muốn tạo các hiệu ứng 3D hay là các cái video background thì bạn nhấp vào cái 3D effect. Tại đây, bạn sẽ có rất nhiều các cái hiệu ứng 3D để có thể chèn vào video. Ví dụ ở đây mình sẽ chèn tạm một cái hiệu ứng đơn giản, đó là bong bóng bay. Bạn chỉ cần kéo một cái hiệu ứng này vào hình ảnh. Sau đó, bạn điều chỉnh cái thời gian của hiệu ứng. Ở đây mình sẽ kéo điểm đầu về đầu tiên và điểm cuối ở cuối cùng, có nghĩa là mình sẽ để hiệu ứng chạy full hình ảnh. Nếu như bạn muốn hiệu ứng xuất hiện ở một thời điểm nào đó ở trong ảnh thì bạn chỉ cần điều chỉnh điểm đầu và điểm cuối này là được. Trong video này mình sẽ cho xuất hiện full thời gian của ảnh. Và các hiệu ứng này đều có âm thanh. Bạn có thể điều chỉnh cái âm thanh này, tức là cái volume này bằng 0. Sau khi tạo hiệu ứng xong, bạn click vào Done. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái ảnh đầu tiên mình đã tạo hiệu ứng. Bạn nhìn thấy ảnh của mình có hiệu ứng khá là độc đáo. Tiếp theo, mình sẽ thực hiện tương tự với các cái ảnh khác. Đầu tiên, mình sẽ chọn cái hình ảnh. Sau đó click vào Motion. Ở đây giả sử như mình sẽ chọn cái hiệu ứng này. Và bạn click vào Done. Như vậy là ảnh của mình đã có hiệu ứng chuyển động. Và để chèn các hiệu ứng 3D khác thì mình có thể click vào 3D Effect. Ở đây mình sẽ vẫn chọn cái hiệu ứng bong bóng đơn giản này. Và điều chỉnh thời gian của hiệu ứng là chạy full hình ảnh. Sau đó bạn click vào Done. Tương tự với các hình ảnh còn lại, mình sẽ thực hiện nhanh để bạn đỡ mất thời gian. Và như vậy vừa rồi, mình vừa tạo nhanh hiệu ứng cho các hình ảnh mà mình đã chèn vào Storyboard. Bây giờ mình sẽ xem demo thử. Mình sẽ đưa cái video về đầu. Và mình click vào play để xem thử. Thì bạn thấy các hình ảnh của mình đã có hiệu ứng chuyển động cũng như là hiệu ứng bong bóng khá là độc đáo. Và mình sẽ tạm dừng cái demo này. Tiếp theo, mình sẽ sang bước thứ tư, viết chữ vào video. Nếu như bạn muốn viết vào cái ảnh nào, thì bạn chỉ cần click chọn ảnh đó. Ví dụ, mình sẽ click vào ảnh này. Và mình sẽ chèn chữ. Thì bạn chỉ cần click vào cái nút text để thêm chữ. Và bạn sẽ gõ chữ vào cái box là Type Your Text Here. Ví dụ, Đỗ Bảo Nam Blog. Tiếp theo, bạn có thể chọn một số kiểu style cho chữ của bạn. Ở đây bạn sẽ chọn trong phần Text Style. Phần mềm này hỗ trợ sẵn một số kiểu hiệu ứng, tức là một số kiểu style chữ. Thì bạn chỉ cần chọn là được. Ví dụ như kiểu Classic, hoặc là một số kiểu khác, vân vân. Ở đây mình sẽ chọn kiểu Simple, thông thường. Sau đó, bạn có thể chọn cái vị trí của chữ, ví dụ giữa, trên, trái, phải, vân vân. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn xuất hiện ở bên phải. Tiếp theo, bạn có thể tùy chỉnh thời gian xuất hiện của chữ trong cái video. Ví dụ ở trong hình ảnh này, mình muốn chữ xuất hiện từ đầu đến cuối,
thì mình sẽ điều chỉnh cái điểm đầu và điểm cuối full ở hình ảnh. Nếu như bạn muốn xuất hiện ở một đoạn nào đó thì bạn chỉ cần điều chỉnh cái điểm đầu và điểm cuối như thế này. Tuy nhiên trong video demo này mình sẽ cho từ đầu đến cuối ảnh. Sau khi bạn đã viết chữ vào ảnh và chọn kiểu style, layout cũng như là thời gian xuất hiện của chữ ở trong hình ảnh thì bạn click vào Done. Như vậy là mình vừa chèn một cái dòng chữ vào ảnh này. Tiếp theo mình sẽ sang bước thứ 5, chèn nhạc vào video. Nếu như bạn muốn chèn nhạc vào cái vị trí nào trong cái video này thì bạn chỉ cần click vào hình ảnh đó. Ví dụ mình sẽ chèn vào vị trí đầu tiên của video, đó là ảnh thứ nhất trong storyboard, thì mình sẽ chọn ảnh này. Sau đó bạn click vào custom audio ở góc trên bên phải giao diện ứng dụng. Tại đây bạn click vào nút add audio file và bạn tìm đến file nhạc ở trong máy tính của bạn. Ở đây thời gian của video của mình là 1 phút 20 giây, do vậy mình có thể tìm đến một cái file nhạc có thời gian tương ứng, ví dụ như file này, và open. Như vậy là cái file âm thanh của mình đã được chèn vào video này. Trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh điểm đầu cũng như điểm cuối của cái file nhạc này, bạn chỉ cần kéo điểm đầu hoặc điểm cuối như thế này là được. Ví dụ ở đây mình vẫn để mặc định là cho chạy từ đầu đến cuối video. Sau đó bạn click vào Done. Và bây giờ mình sẽ xem thử cái demo. Và mình demo như vậy thôi. Thì như bạn thấy, video của mình được tạo từ rất nhiều hình ảnh, được chèn chữ, chèn nhạc cũng như là tạo hiệu ứng cho cái video này. Và tiếp theo, mình sẽ sang bước thứ 6, xuất ra file video MP4 để bạn có thể chia sẻ lên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook hoặc xem trên các thiết bị khác, ví dụ như máy tính, điện thoại, vân vân. Để xuất sang file video MP4 thì bạn chỉ cần click vào nút Flip Pro ở góc trên bên phải của giao diện ứng dụng. Sau đó bạn chọn chất lượng cho video, ví dụ ở đây mình chọn là 2 1080p, có nghĩa là đang ở độ phân giải Full HD, và bạn click vào Export để xuất video ra file. Tại cửa sổ này, bạn chọn cái thư mục mà bạn muốn xuất video ra. Ví dụ mình muốn xuất ra desktop và tên video mình đang để là docbrambrock.mp4. Sau đó, bạn chỉ cần click vào export và đợi để phần mềm xuất ra file video MP4. Video này của mình sẽ có độ phân giải là Full HD. Và phần mềm của mình đang xuất ra file video. Trong quá trình bạn tạo video từ ảnh và nhạc theo cái cách này, nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Trong thời gian chờ đợi phần mềm xuất ra file video, bạn hãy nhanh tay click vào nút đăng ký nếu như bạn chưa đăng ký, để bạn xem thêm các video hữu ích khác. Và như vậy, phần mềm của mình đã xuất ra file video xong. Phần mềm sẽ tự mở cái cửa sổ video mà mình vừa xuất. Bạn có thể tham khảo. Sẽ cho full màn hình.
và mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Như vậy, trong nội dung video vừa rồi, Bob Bonham Brock vừa chia sẻ với bạn cách tạo video từ ảnh và nhạc vừa đẹp vừa đơn giản mà bạn không cần phải cài thêm bất kỳ phần mềm nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.